Liên quan đến án mạng trong tròi rẫy ở xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, trưa ngày hôm qua, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm khi đang lẫn trốn trong rừng sâu. Nghi phạm được xác định là Iwis Kabur, 16 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận trong lúc uống rượu, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên đã chém ông I.K.B. tử vong rồi bỏ trốn. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 17 tháng 10, lực lượng chức năng nhận được tin báo một người đàn ông được phát hiện tử vong trong trò rẫy. Nạn nhân được xác định là ông IKB, 50 tuổi, tử vong trong tư thế nằm sấp, có nhiều vết chém trên lưng. Nhiều tài sản trong nhà rẫy của nạn nhân như xe máy, cà phê cũng bị lấy đi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động khoảng 100 chiến sĩ công an vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng gây án. Sau khoảng 10 giờ đồng hồ, công an đã bắt được Iwet Kobua trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn đôn